Chơi game trên laptop, một nhu cầu thiết yếu của đại đa số người dùng, bất kể là máy của bạn có là máy gaming hay là máy ultrabook. Tuy nhiên thì để có thể bung xóa được hiệu năng thì ngoài CPU, ngoài các đồ họa ra thì Dual Channel RAM cũng là thứ mà một chiếc laptop gaming không thể nào thiếu được. Vậy thì Dual Channel RAM là gì và tại sao laptop gaming lại cần Dual Channel RAM thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro nhé. Việc ChatGPT ra mắt đã làm cho các bạn có thể cần nhanh với việc tích hợp AI. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Pro. Trước khi tìm hiểu về Dual Channel RAM thì ít nhất anh em cũng nên biết là RAM là gì đúng không? Đối với những anh em mà hay nghiên cứu về công nghệ thì chắc chắn là RAM quá là quen thuộc rồi. Cho nên là anh em nào mà biết rồi và không muốn nghe cái phần giải thích nó hơi thừa thãi này thì có thể lướt qua phần sau nhé. Về RAM thì RAM nó là một thành phần rất là quan trọng trong một bộ máy vận hành của một thiết bị thông minh. Ví dụ như là laptop này, ví dụ như là PC này, ví dụ như điện thoại, máy tính bảng, rồi là máy in. Còn về định nghĩa thì theo như mình có tra Google được thì RAM chính xác là một loại bộ nhớ khả biến cho phép đọc ghi ngẫu nhiên dữ liệu đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ của bộ nhớ. Tất cả mọi thông tin lưu trên RAM trở tạm thời và chúng sẽ mất đi khi không còn nguồn điện cung cấp nữa. Hiểu một cách đơn giản hơn về RAM thì RAM nó sẽ lưu trữ tất cả những cái tương tác của chúng ta trên các thiết bị thông minh. Ví dụ như điện thoại nhé. Các bạn đang chơi game đến đoạn này đi, chán quá, ao ra lướt Facebook một lúc. Sau đó thì lại quay lại chơi game. Thì lúc này game của các bạn vẫn đang được chạy ở cái đoạn đó. Đó chính là RAM đã lưu trữ lại game tại cái thời điểm cuối cùng mà bạn chơi, kể cả những cái tương tác mà bạn đã thực hiện trước đó trong game. Ví dụ như là bạn còn bao nhiêu mạng này, súng của bạn cấp bao nhiêu. Thì đấy, nôm na đấy là cách mà RAM hoạt động. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chủ đề của video. Đó chính là Dual Channel RAM là gì và nó khác gì so với Single Channel RAM. Ở những dòng laptop hay là desktop cũ thì những nhà sản xuất thường dùng công nghệ RAM single channel, tức là một kênh RAM hay là một thanh RAM để truyền tải dữ liệu giữa RAM và CPU, giúp laptop, máy tính có thể hoạt động. Bởi vì là chỉ sử dụng một kênh để truyền dữ liệu nên khi mà người dùng chạy quá nhiều tác vụ hay là có nhiều ứng dụng chạy ngầm thì sẽ xảy ra hiện tượng là tắc nghẽn RAM và máy sẽ bị đơ, lag. Nhưng mà sau này thì khoa học phát triển cho nên là những nhà sản xuất đã có thể đặt được nhiều công nghệ mới hơn lên bo mạch chủ và trong đó thì có Dual Channel RAM. RAM Dual Channel chính là loại công nghệ giúp tốc độ truyền tải dữ liệu giữa RAM và CPU tăng lên gấp đôi so với khi dùng RAM Single Channel. Công nghệ RAM Dual Channel cùng với dung lượng RAM càng lớn sẽ khiến thiết bị của các chủ thể hoạt động càng khỏe, xử lý được cùng lúc nhiều tác vụ khác nhau mà không lo bị lag hay là đơ máy. Dual Channel RAM trên laptop thì có thể xuất hiện theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như là một thanh hàn chết và một thanh lắp rời. Hai thanh hàn chết hoặc là hai thanh lắp rời, miễn sao là chúng ta có thể có hai luồng dữ liệu chạy song song với nhau, thế là gọi là Dual Channel rồi. Cái thời ngày xưa thì đa phần laptop của chúng ta vẫn rất là dày, đây nó phải dày bằng như này với một chiếc ultrabook. Thì cái thời đấy Dual Channel RAM sẽ xuất hiện dưới dạng hai thanh lắp rời là nhiều. Còn bây giờ thì đối với ultrabook, những dòng laptop mỏng nhẹ thì nó sẽ xuất hiện dưới dạng là hai thanh hàn chết để tối ưu về cái độ mỏng và độ nhẹ cho máy. Trên lý thuyết thì cái lợi ích lớn nhất của Dual Channel RAM sẽ xoay quanh việc nới rộng băng thông RAM từ 64 bit của Single Channel lên thành 128 bit, giúp dữ liệu trên RAM có thể được trao đổi nhanh hơn theo cả hai chiều với các phần cứng khác như là CPU. Nhờ vậy nên là hiệu suất của anh em với nhiều tác vụ sẽ được cải thiện. Ví dụ đơn giản như này cho anh em dễ hiểu đi, thì RAM, dữ liệu từ RAM nó sẽ có hai chiều, một chiều đi từ CPU đến RAM và chiều còn lại đi từ RAM đến CPU. Thì chúng ta có thể tưởng tượng cái con đường này, cái băng thông, nó sẽ giống như một con đường hai chiều đi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn. Thì nếu như từ Hà Nội vào đến Sài Gòn chỉ có duy nhất một con đường này thì tất nhiên là xe cộ từ Hà Nội muốn vào Sài Gòn sẽ dồn hết vào con đường này và sẽ rất dễ gây ra tắc nghẽn. Nhưng ví dụ mà có một con đường nữa với độ rộng, độ dài tương tự được mở ngay bên cạnh, chạy song song, thì chúng ta có thể giảm thiểu được cái tình trạng tắc nghẽn hơn rất là nhiều. Đấy, và cái đường hai chiều mở song song đấy nó sẽ đóng vai trò như là Dual Channel RAM. Dual Channel RAM thì rất là ngon và rất là mượt, nhưng mà không phải là laptop nào cũng có thể sử dụng được Dual Channel RAM và không phải ai cũng biết cách sử dụng Dual Channel RAM. Và để chạy được Dual Channel RAM thì laptop của bạn phải đáp ứng những cái điều kiện sau. Thứ nhất đó là có hai khe cắm RAM trên bo mạch chủ. Thứ hai đó chính là hai thanh RAM cắm trên máy phải cùng loại, cùng là DDR3, cùng là DDR4 hoặc là cùng là DDR5. Thứ ba là cùng dung lượng và thứ tư là cùng bus. Trong tất cả các trường hợp đi thì không cùng bus vẫn có thể chạy được, nhưng nó sẽ hơi phí bởi vì là khi mà bạn cắm hai thanh không cùng bus vào máy thì máy sẽ tự động giảm bus của thanh cao hơn xuống bằng với thanh thấp hơn.
Ví dụ nhà bạn có một thanh 8GB DDR4 3200, bus 3200 và một thanh 8GB DDR4 bus 2666. Thì khi mà bạn cắm vào máy thì cái thanh bus 3200 đấy nó sẽ bị giảm bớt xuống bằng với thanh 2266. Vậy thì quá phí phải không? Bất kỳ công việc nào muốn làm ngon, bất kỳ chiếc máy nào muốn nó chạy mượt hơn thì tất nhiên đều phải cần đến Dual Channel. Nhưng trong video này thì mình sẽ chỉ bàn đến khía cạnh gaming và laptop gaming mà thôi. Vậy thì tại sao khi chơi game, khi dùng laptop gaming lại cần phải có Dual Channel RAM? Ok, thì cái vấn đề nó xuất phát từ việc là những chiếc laptop gaming giá rẻ cho đến tầm trung hiện nay hầu hết đều không có mất switch, tức là không có công tác để chuyển hình ảnh trực tiếp từ card đồ họa lên đến màn hình, mà cái hình ảnh và FPS nó sẽ chuyển từ card đồ họa rời sang card đồ họa tích hợp của CPU và sau đó thì mới xuất lên màn hình. Và card đồ họa tích hợp của CPU thì nó lại không có bộ nhớ riêng, nó không có RAM riêng giống như là card đồ họa rời, cho nên là nó sẽ trao đổi dữ liệu ở RAM chung của hệ thống, đó chính là RAM của máy đấy. Và khi này thì nếu laptop của bạn có dung lượng RAM quá ít hoặc là chạy single channel RAM, vậy thì cái băng thông của nó sẽ không đủ để có thể trao đổi một lượng dữ liệu nhiều đến thế, sẽ gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai, gây ra hiện tượng đơ lag trong thời gian in game và FPS sẽ không thể xuất đủ lên màn hình được. Và cách giải quyết là gì? Rất đơn giản thôi, nó muốn cái gì thì chúng ta cho nó thêm cái đó. Nó muốn nhiều dung lượng hơn, ok, nó muốn nhiều băng thông hơn, cũng ok, lắp thêm một thanh RAM nữa, gấp đôi băng thông lên. Và mọi chuyện đã được giải quyết. Và ở đây thì mình cũng đã có chuẩn bị hai chiếc Acer Nitro 5 Tiger để làm ví dụ cho anh em xem. Một con sẽ chạy 8GB RAM single channel và một con chạy 16GB RAM dual channel, để anh em cùng test xem là nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Là Dual Channel nó có tầm quan trọng như thế nào đối với laptop gaming nói riêng và laptop nói chung rồi đúng không? Và nếu anh em thấy cái video này hữu ích thì đừng quên bấm vào đăng ký kênh để có thể đón xem những cái video mới nhất của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.